Vâng. Lại tiếp tục một cái cây 50 trống Phúc Thọ của nhà em nở hoa. Mời các bác cùng ngắm. Đây là cái cây lá lỗi nhá. Cái cây mà các bác gọi là cây lá trẻ, mà bảo là lá lỗi cổ tiết mũi trắng ấy. Đây nhá, nhà em nở tự nhiên đây nhá. Các bác nhá, cây này là nhà em là cây lá lỗi. Đây, quay xuống nhá, đi theo cái thân hoa của nó nhá. Đây, đi xuống thân đây nhá. Cái thân này nhá, đây nhá, trong thân nó hơi rối và nó bị rụng mất lá rồi. Đây là cái cây lá lỗi. Một cây nhá. Các bác nhá, một ngọn nhá. Lá đây nhá. Hai nhá. Ba nhá. Lá lỗi nhá. Các bác cứ bảo là mua 50 trống Phúc Thọ cổ tiết lá lỗi hoa cái gì? Mũi trắng à? Đây. Mũi trắng nhá, mũi trắng các bạn. Làm gì có mũi trắng? Đúng các bạn. Đây các bác nhìn này, mũi trắng đâu? Thế nên cái việc cái cây là cái cây lá lỗi ấy, có năm có lúc mũi trắng, có lúc mũi không trắng. Em có những cái cây lá lỗi mũi trắng nở năm nay, có những cây lá lỗi không mũi trắng nở cũng năm nay. Năm nay là năm 2019, bây giờ đang là ngày 6 tháng 7 năm 2019 các bác nhá. Và cái cây này đây, đấy, cây Phú Thọ lá lỗi cổ tiết mà mọi người hay gọi là mũi trắng ấy, em thấy trắng đâu. Đây, thế nên là các bác mua cây của ai thì mua nhá, cứ nở hoa Phú Thọ là được thôi, đợi nó nở chính chủ là được các bác ạ. Chứ còn không quan trọng là cái lá lỗi không đâu, lá lỗi dòng thân to thế thôi, chứ chẳng có cái cây nào là em nhìn nhiều cây mũi trắng rồi nhưng nó nở ra nó lại không mũi trắng, năm mũi trắng năm không. Thế nên là các bác để ý nhá, không phải là cái cây nào nó cũng thế đâu. Đây nhá, các bác có thể check về cái thân lá của cây này nhá, là không một vết tiêm chích cái hoa nào luôn, không một vết nào cả. Các bác nào ở gần nhà em có thể thiện chí có thể đến đây xem trực tiếp luôn cái cây này, không hề có vết chích choác gì hết, không hề có kích hoa. Cây này 100% là nuôi tự nhiên và không kích hoa không gì cả. Đây là một cây 50 trống Phúc Thọ lá lỗi mà không phải mũi trắng. Bởi vì nhiều bác ấy rất là gọi điện cho em hỏi cái cây đấy có bảo hành mũi trắng không, em không bảo hành cây nào hết. Em trả lời với bác là như vậy, cây Phú Thọ là Phú Thọ thế thôi, chứ chẳng có cây nào là cái cây bảo hành các bác mũi trắng này. Năm nay nó nở nhà em trắng thật đấy, nhưng em chẳng bảo hành, chứ không phải là cây này đâu nhé. Có cây nở bảo nở dạo trước nhưng mà cái dạo đấy thì em lại không quay video, em lại chỉ chụp hình thôi, mũi trắng tinh luôn, nó cũng lá trẻ này, cũng lá lỗi này. Đấy, thế em đăng hình lên thì các bác cứ hỏi em là cái cây này mũi trắng tinh không, bán bảo hành mũi trắng không. Mũi trắng đây là các bác đi mua của người khác, bác mua của những người mà người ta cần bán những cái cây Phú Thọ mà chả biết là có hiểu gì về mũi trắng hay không mũi trắng cả. Còn em, bản thân em, cái cây, một cái cây nó nở ra năm nay mũi trắng, sang năm không mũi trắng, riêng Phú Thọ nó biến thiên cực nhiều. Cái mắt các bác biết rằng, các bác đi lướt là lang thang trên mạng ấy, nhiều cây ấy, mắt nó phẩy phẩy như mi luôn, như kiểu là cây ướt mi nhá, như kiểu là cây nhìn chung giống rất là nhiều cây, như kiểu cây ướt mi là một này, cây cái nổi tiếng ấy, nói chẳng cây nổi tiếng luôn, mắt nó xước xước rất đẹp như cây tiên sa mắt xước cả thế, nhưng nó chỉ là cây Phú Thọ thôi. Thì cái cây 50 trống Phú Thọ thì mắt nó như thế này các bác ạ, chứ không phải là mắt xước đâu, không mắt xước gọn mà đẹp như các bác thấy trên ảnh đâu. Người ta lấy chỉ là mượn nở trong miền Nam thôi, hàng miền Nam nó nở thì nó không hề giống với hàng miền Bắc một chút nào cả các bác nhá. Hàng miền Bắc nở tự nhiên là chuẩn nhất, cái bông hoa nó, đây là em quay bông này chẳng đẹp tí nào đúng không ạ, nhưng có những bông nở rất đẹp, chụp ảnh lên rất đẹp. Có những cây mũi trắng, có những cây không phải mũi trắng. Đây là cây lá lỗi các bác nhá, nhưng rất là nhiều người vẫn đang bị lầm tưởng về cái vụ đó, chính là lá lỗi thì là lá lỗi đây này, lá tự nhiên nó đang thẳng, nó xoay xòe ra một cái lá. Rất là nhiều người lầm tưởng rằng là cứ lá lỗi là mũi trắng. Các bác, em thì đây, các bác cứ để ý nhá. Đây là cùng một khóm đúng không ạ? Đây, các bác nhìn này, cùng một khóm nhá. Đấy, đây. Lá lỗi đây. Cái này có lỗi đâu? Cái này làm gì có lỗi đâu? Chả lỗi thế nào. Các bác bỏ lỗi đi, lỗi đâu? Chẳng lỗi thế nào. Thế nên là lá lỗi hay không thì nó không quan trọng đâu. Quan trọng là các bác mua được chuẩn cây thôi. Đây cái con này, cái con to kia to đùng này, không có lỗi đâu.
Đấy, các bác nhìn này, đây. Kỳ này, to đùng, không có lỗi đâu. Thế nên là cái việc mà năm nay lỗi, năm sau lá nó không lỗi là bình thường các bác nhá. Lá lỗi, lá không lỗi bình thường, mũi trắng. Sang năm cái cây này mũi trắng, có thể sang năm mũi không trắng, mũi màu. Còn các bác phải đã chơi đến cái tầm mà cứ đi sưu tầm cái mũi trắng ấy thì không có đâu. Mũi trắng các bác đi sưu tầm cái khác. Cái Phú Thọ này chẳng mũi trắng đâu mà. Nhà em nở mấy lần. Có những cây nở trắng sang năm không trắng, hoặc cùng khóm đấy nhưng mà nó có bông nở trước bông nở sau. Bông nở trước trắng tinh, nhưng có những bông không trắng tinh. Bản thân là em là biết những cái cây đấy rồi. Thế nên là em muốn dành lời khuyên chân thật cho các bác là không mua cái cây nào mà nó bảo hành mũi trắng cả. Mình cứ chuẩn Phú Thọ được rồi. Phú Thọ chơi nó đẹp mà. Cần gì phải chơi những cái ấy đâu. Cần gì phải chơi những cái mà nó gọi là quá xa xỉ. Ví dụ như Phú Thọ mũi trắng nhỉ, chúng họ bán rất đắt luôn. Bán rất đắt, bán siêu đắt, nhưng vẫn mua. Bởi vì nó mũi trắng. Nhưng khi các bác mua kỳ, các bác có biết rằng là khi các bác câu chuyện là các bác nuôi 3 năm nó mới có hoa. Bây giờ cứ giỏi, cứ cho là giỏi, các bác nuôi công nghệ tốt thì 2 năm là nó ra hoa. Nhưng 2 năm thì các bác khi mà các bác kích ra thì nó chuẩn là Phú Thọ thôi. Các bác dùng thuốc kích thì nó chẳng thể biết được rằng là nó có đúng không mũi trắng hay không. Năm nay các bác kích thì mũi nó trắng, sang năm nó nở tự nhiên nó không trắng hay sao. Thì mất 3 năm mà các bác biết là quá trình 3 năm nó dài như thế nào. Nó quá dài. Đấy là với các bác là nuôi được. Thế bây giờ khi mà các bác không nuôi được thì sao? Các bác không nuôi được thì các bác phải nuôi đến 5 năm. Mà các bác biết là rằng câu chuyện 5 năm bây giờ nó là câu chuyện rất là dài. Thà cái cây đó các bác mua một cái bình thường, đỡ phải lo là nó có phải là mũi trắng hay không. Cứ phải đợi nó tết hoa đi, tết hoa lại, rất mệt. Mà nó chỉ là cái mũi thì quan trọng gì, đúng không ạ? Còn em phân tích với các bác ở đây đó chính là nó không liên quan gì đến cái mũi cả. Cái mũi trắng hay là mũi không trắng thì kệ nó. Mình cứ mua chuẩn 5% Phú Thọ là được rồi. Là chưa được rồi. Chứ các bác cứ mua cái cây mũi trắng làm gì. Em nở mấy lần, nở nhiều. Nở từ những năm đầu tiên chứ ai chơi. Năm 2012, 2013 nó đã nở nhiều. Nở đi ở lại nở mãi vẫn thấy mũi màu. Bây giờ chỉ sử dụng thuốc kích ra mũi trắng. Hoặc không thuốc kích nhưng vùng miền khác, trong miền Nam chẳng hạn đấy, hoặc là những cái vùng miền mà người ta cho ăn phân thuốc. Ví dụ như những anh vẫn ở Phú Thọ rồi, nhưng anh cho ăn phân thuốc kiểu của anh ấy, thì nhà anh ấy nở rất đẹp, rất căng, cánh rất đẹp. Có thể là vừa phân thuốc vừa nắng nhá các bác nhá, chứ không phải là chỉ phân thuốc không đâu. Nó phải có nắng nữa. Nó phải có nắng thì các bác mới nói chuyện được là hoa đẹp hay không. Nó cứ phải nhiều nắng thì hoa nó mới đẹp, mà ít nắng thì hoa không bao giờ đẹp cả các bác ạ. Thế nên là các bác nhìn thấy người ta chụp ảnh rất là đẹp, bởi vì người ta chỉ chọn những cái bông đẹp nhất thôi, chứ người ta có dám quay cả chùm đâu. Quay cả chùm thì nó có bông nọ bông kia, cây nào cũng thế thôi, cây nào cũng vậy cả thôi. Nhưng còn em đây thì em tất cả các cây của em đều quay video hết. Bây giờ những cái cây đắt tiền giá trị là em quay video, nó nở cho nó chắc, nó xấu nó đẹp thì nó cũng biết là các bác biết là chuẩn cây, để các bác biết là cái cây này nó cây Phú Thọ. Ví dụ như cây này thì nó là cây lá trẻ Phú Thọ các bác nhé, và hoa năm cánh trắng. Đấy. Nhưng mà em không bán bảo hành mũi trắng, em chỉ bán cái cây này là cái cây năm cánh trắng Phú Thọ thôi. Còn cái giá của nó thì cây Phú Thọ nào em bán như nhau các bác nhé, cây Phú Thọ là em bán như nhau thôi, chứ em không quan trọng cái cây nào là mũi trắng bao tiền hay là lá trẻ bao nhiêu đâu. Em cứ Phú Thọ là em bán như nhau hết, bởi vì năm nay lá trẻ nhưng sang năm lá không trẻ đâu. Không đam mê thì cái đấy các bác ạ. Có những cây như thế các bác nhé. Còn nhà em thì cây nào đấy, cây mẹ không trẻ, cây con trẻ mầm, chuyện đấy bình thường, chẳng có gì. Trên một cần hoa chục bông, 8 bông mũi trắng, 2 bông mũi màu, bình thường, chẳng có gì cả. Ông nào thích mũi trắng là ông ấy quay video, ông vặt bỏ 2 bông kia đi, ông quay video luôn, là mũi trắng hết luôn. Nhưng còn em đây thì em cứ nở ra nó chuẩn hoa để em quay lại, giữ lại tư liệu để mọi người cùng xem và mọi người cùng biết. Và nói câu chuyện rằng là cái cây lá trẻ mũi trắng hay không các bác nhá. Cây này nha, mà cây lá trẻ mũi màu. Ở ngoài ấy thì nó trắng, nhưng còn ở trong cựa nó màu ấy, hồng ấy. Đây các bác nhìn cận cảnh bông phi điệp năm cánh trắng Phú Thọ, lá trẻ cổ tiết hay cái loại gì đấy, đại loại là thế người ta gọi thế. Thế em biết gọi thế thôi, nhưng em chỉ có gọi chung một câu đó chính là Phú Thọ.
nó cứ cỡ nở là người ta cũng thọ lại mà thế thôi, chứ chẳng có cái lá trẻ hay không trẻ, mũi trắng hay không trắng, tất cả là do nuôi hết. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của em đến tận giờ phút này. Em sẽ cố gắng sản xuất những cái video tốt nhất có thể, và những cái video mà có những cái bông hoa thực sự là những cái cây mà mọi người cần biết. Em sẽ nói về những cái kiến thức mà em biết, bởi vì em chơi lan khá là nuôi và kinh doanh khá lâu rồi, nhưng những cái kiến thức của em thì không được ai biết cả. Em muốn chia sẻ cho mọi người cùng biết và cùng hiểu nó. Các bác xem video mà cảm thấy hợp thì các bác đăng ký kênh của em, và nếu cảm thấy cần thiết ấy, thì đăng ký kênh và chia sẻ clip cho em. Cảm ơn các bác. Còn nếu không thì các bác vẫn thoải mái lướt qua. Chứ các bác xem giờ phút này thì em rất là cảm ơn các bác rồi. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của em nhé. Hẹn gặp lại các bác vào những video lần sau. Chào các bác.